Mình xin tự giới thiệu, mình là Lê Thủy Xuân. Hiện tại mình đang là một nhà thiết kế đồ họa, nhưng mà mình có một niềm đam mê mãnh liệt đối với cả các dòng bánh ngọt. Vì vậy mình đã theo đuổi việc làm bánh này khoảng hơn 3 năm nay. Và hiện tại mình đang có sở hữu cho riêng mình một kênh YouTube nho nhỏ thôi. Và mình chia sẻ với các bạn rất là nhiều thông tin và những công thức làm bánh thú vị ở trên kênh của mình. Hiện nay mình đã xuất bản 2 khóa học. Đó chính là khóa học tuyệt chiêu làm bánh không cần lò nướng và bí kíp làm 30 loại cupcake. Với 2 khóa học vừa qua thì mình đã nhận được phản hồi rất tốt từ các bạn. Có rất nhiều bạn học viên đã ủng hộ và gửi rất nhiều câu hỏi về cho mình trong quá trình học của các bạn. Và với sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn và thêm những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì mình quyết định cho ra đời một khóa học mới. Đó chính là khóa học làm ra 20 loại bánh thuần chay. Ăn chay có rất nhiều tác dụng. Đầu tiên là ăn chay thì giúp chúng ta tăng sức khỏe hơn rất là nhiều và giúp chúng ta có thể thọ lâu. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong protein thì có 22 loại amino acid, trong đó có 8 loại có thành phần rất là quan trọng thì đã có nằm ở trong các loại rau củ và các hạt ngũ cốc. Đôi khi là còn nhiều hơn các loại thực phẩm thịt cá đã được chế biến sẵn. Lợi ích thứ hai của việc ăn chay đó là sẽ giúp chúng ta có tâm tính hiền hòa và an vui. Lợi ích thứ ba là ăn chay cũng có thể giúp chúng ta giảm cân nữa. Lợi ích thứ tư là có thể giảm thiểu những bệnh lý trong cơ thể con người, ví dụ như là giảm chứng đau nửa đầu, giảm ung thư hay là giảm các bệnh về đau xương khớp. Và có một điều đặc biệt nữa đó chính là ăn chay sẽ giúp cho chúng ta có một làn da rất là khỏe, đẹp và tuyệt vời. Tuy nhiên nếu mà chúng ta ăn chay không đúng cách thì chúng ta sẽ gặp khá là nhiều rắc rối. Ví dụ như chúng ta sẽ bị thiếu máu này, và khi mà thiếu protein thì sẽ gây mất trí nhớ và lão hóa nữa. Đôi khi ăn chay không đúng cách thì sẽ còn bị mắc bệnh béo phì và gây ra các bệnh về tim mạch nữa. Vì vậy khi mà chúng ta bắt đầu ăn chay và lựa chọn những món ăn chay thì chúng ta hãy cố gắng lựa chọn những món ăn tốt cho sức khỏe và ăn uống điều độ để đảm bảo sức khỏe cho mình nhé. Trong thế giới đồ ăn chay, mình thấy rằng không chỉ có đồ ăn mặn mà còn có cả đồ ngọt nữa. Và đồ ngọt cũng là một lĩnh vực rất là thú vị. Vì vậy mình đã quyết định soạn ra khóa học 20 công thức làm 20 loại bánh thuần chay này để giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách làm bánh thuần chay với những nguyên liệu rất là dễ tìm kiếm được ở Việt Nam. Trong khóa học này với 20 công thức làm các loại bánh chay thì các bạn có thể tự tin ở trong nhà bếp hơn rất là nhiều và có thể làm được những món ăn chay, thuần chay dành cho những người thân bạn bè của mình. Và biết đâu các bạn có thể mở được cho mình một tiệm bánh thuần chay nho nhỏ nữa. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa học nhé.